tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Toàn là ngày thành kính lễ lễ tri tôn đức và tôn trọng tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 15/7/2021, Phật lịch 2565. Giáo trình hôm nay thắng pháp ở phía đầm á, bài 4 chương 1 tiếp tục tâm dục giới thiện. Kama Vachara Kusala Chitta sẽ do tiền tọa Tỳ Siêu biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Một cái tịch. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều tự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, mặc dù hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, phẩm phẩm thế phẩm thế lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Những loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết mặt tu trong thiền, điều thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, khinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành tăng thân. Sa thứ chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp, bài 4 chương 1 tiếp theo, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi diễn nhập bài học. Nam mô Phật Thầy Giáo. Kính trình lễ thiền tọa Tỳ Siêu, lễ lễ tri tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những đặc điểm của môn thắng pháp Abhidhamma là cho chúng ta biết nhiều về cái chiều kích ảnh hưởng của các pháp, ở trong đó riêng đối với tâm thiện dục giới là một cái thí dụ mà có thể nói rất là đặc trưng ở đây. Chúng ta thấy được thiện dục giới đó, mặc dù chúng ta mới thoạt nghe thì dường như là dục giới là một cái lĩnh vực thấp so với sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Nhưng mà kỳ thật thì tâm dục giới đó có một cái sự hiện hữu rộng lớn ở trong các cõi, làm rất nhiều việc và tạo rất nhiều quả. Nhưng mà rồi nói tới tâm thiện dục giới lại là một cái thí dụ khác. Đây là một thứ tâm mà thưa quý vị, từ một cái vị Bồ Tát tu Ba La Mật Hạnh cho đến trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có cứ những thiền pháp nào lớn nhỏ đều liên quan đến tâm thiện dục giới này. Chính như vậy mà chính con đường tu tập thực hành làm thế nào để cho tâm thiện được tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm đó, nó cũng là một cái yếu chỉ khẳng định về cái gọi là giá trị của con đường tu đạo. Ngày hôm nay thưa quý vị,
chúng ta sẽ có cái cơ hội để nhìn vào tâm thiện dục giới tinh thảo, hay là tâm ở đây thì tôi thực sự là tâm dục giới thiền đó, trong khi trong một cái ý nghĩa cốt lõi nhất, nguyên nguyên nhất, khi mà chúng ta đề cập đến cái chất thiện trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần bài đọc của bài của giáo trình Thắng Pháp Vithamma hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thứ tao tư sư giảng sư của giáo trình để giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Sa tu thưa một kính tri ân thượng tọa giác đẳng, giờ thì con xin đọc phần tinh văn bài học. Bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp bài 4 chương 1 tiếp theo tâm dục giới thiện kama vacara kusala citta. Tâm thiện dục giới có 8 thứ. 1. Tâm thiện câu hành hỷ, tương ưng trí vô trợ. So manasasa gattang, nhà na sambayuttang asankharikang. 2. Tâm câu hành hỷ, tương ưng trí hỗ trợ. So manasasa gattang, nhà na sambayuttang asankharikang. 3. Tâm thiện câu hành hỷ, bất tương ưng trí vô trợ. So manasasa gattang, sahagattang. Nhà na vipayuttang asankharikang. 4. Tâm thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu trợ. So manasasagattang nhà na vipayuttang sasankharikang. 5. Tâm thiện câu hành xả tương ưng trí vô trợ. Ubekha sagattang nhà na sammayuttang asankharikang. 6. Tâm thiện câu hành xả tương ứng trí hữu trợ. Upekha sagattang jnana sambayuttang sasankharikang. 7. Tâm thiện câu hành xả bất tương ưng trí vô trợ. Upekha sagattang jnana vipayuttang asankharikang. 8. Tâm thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu trợ. Upekha sagattang jnana vipayuttang sasankharikang. Giải thích: tâm thiện dục giới thuộc loại tâm tịnh hảo, sopanacitta. 121 tâm trừ ra 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân. 91 tâm còn lại là tâm tịnh hảo, trong đó có 8 tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới là nhân lành tạo quả tốt trong lĩnh vực dục giới. Tâm thiện dục giới có 8 thứ vì phân loại theo 3 khía cạnh: cảm thọ, tương ưng và trợ năng. Về cảm thọ, về đất na, tâm thiện dục giới có tâm câu hành hỷ, so manasa sagattang, có tâm câu hành xả, upekkha sagattang. Tâm thiện câu hành hỷ là tâm đồng sanh với thọ hỷ, cảm giác hân hoan vui thích. Tâm thiện câu hành xả là tâm đồng sanh với thọ xả, cảm giác thản nhiên bình thường. Tâm thiện câu hành hỷ có 4 tâm, câu hành xả có 4 tâm. Về tương ưng, sambayutta có 2 cách: tương ưng trí và bất tương ưng trí. Tâm thiện dục giới tương ưng trí, nhà na sambayutta là tâm tương ưng 3 nhân tịnh hảo: vô tham, vô sân và vô si, cũng gọi là 3 căn thiện. Căn vô si là trí tuệ. Tâm thiện dục giới bất tương ưng trí, nhà na vipayutta là tâm không tương ưng căn vô si trí tuệ, mà chỉ tương ưng 2 căn vô tham và vô sân. Căn vô tham alobha mula là đặc tính không dính mắc đối tượng. Căn vô sân adosa mula là đặc tính không bực bội với đối tượng. Căn vô si amoha mula là đặc tính sáng suốt không tâm tối, tức là trí tuệ. Tâm thiện hợp trí, tương ưng trí là tâm biết cảnh, xử lý cảnh, có sự hiểu biết, khéo tác ý. Tâm thiện ly trí bất tương ưng trí là tâm biết cảnh, xử lý cảnh không có sự hiểu biết, không khéo tác ý. Tâm thiện dục giới hợp trí có 4 tâm: 2 tâm hợp trí câu hành hỷ và 2 tâm hợp trí câu hành giả. Về trợ năng sankharika, tâm thiện dục giới có tâm vô trợ, có tâm hữu trợ. Tâm thiện vô trợ asankharika là tâm sanh một cách tự nhiên, không cần động cơ thúc đẩy. Có 4 thứ tâm thiện dục giới vô trợ: một tâm vô trợ thọ hỷ hợp trí, một tâm vô trợ thọ hỷ ly trí, một tâm vô trợ thọ xả hợp trí,
Một tâm vô trợ thọ xả ly trí. Tâm thiền hữu trợ sát sanh kha đích căn là tâm sanh có động cơ thúc dục do động lực khách quan hay nội tại tác động. Tâm thiền dục giới hữu trợ có bốn thứ: một tâm hữu trợ thọ hỷ hợp trí, một tâm hữu trợ thọ hỷ ly trí, một tâm hữu trợ thọ xả hợp trí, và một tâm hữu trợ thọ xả ly trí. Tâm thiện dục giới còn gọi là tâm đại thiện Maha Kusala Chitta. Nếu xét về nội lực thì tâm thiện dục giới chỉ là pháp hy thiểu Paritta Dhamma. Trong khi đó, tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới là pháp đáo đại Mahagata Dhamma. Hiện siêu thế là pháp vô lượng Appamana Dhamma. Nhưng tâm thiện dục giới là tâm đại thiện bởi sự ảnh hưởng của tâm thiện dục giới rộng lớn hơn các loại thiện khác, như một tâm thiện dục giới làm được nhiều việc lành là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, tạo chánh kiến. Hai tâm thiện dục giới tạo được nhiều công đức là phước vật, phước đức và phước trí. 3. Tâm thiện dục giới tạo được nhiều thứ tâm quả. Một tâm thiện có thể tạo ra 8 hoặc 12 hoặc 16 tâm quả là quả thiện vô nhân và quả thiện hữu nhân. 4. Tâm thiện dục giới thành tựu 3 thời nghiệp là hiện báo nghiệp. Ditta dhamma dhamma vedaniya kamma. Sanh báo nghiệp. Upabaccha vedaniya kamma. Hậu báo nghiệp. Aparabaccha vedaniya kamma. 5. Tâm thiện dục giới hoạt động ba hành là thân hành kayasamachara, tức thân thiện hạnh, kayasuchitta, khẩu hành, vachisamachara, tức là khẩu thiện hạnh, vachisuchitta, ý hành, monosamachara, tức thiện hạnh, manosuchitta. 6. Tâm thiện dục giới là nền tảng tu tiến thiền chỉ và thiền quán, là tâm sơ khởi trong diễn trình chứng thiền, nhập thiền, hiện thông, đạo quả, với cái tên sát na chuẩn bị, parikamma, cận hành, upachara, thượng thứ, anuloma, chuyển tập, gotra, hu. 7. Tâm thiện dục giới biết nhiều cảnh hơn các loại tâm thiện địa vức khác, tức là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Tâm thiện dục giới xuất hiện trong nhiều lộ trình tâm là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt. 9. Tâm thiện dục giới sanh theo cơ tánh nhiều hạng người là 4 hạng phàm nhân và 3 hạng thánh quả hữu học. 10. Tâm thiện dục giới hiện khởi trong nhiều cõi, có trong 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Về trú căn quát thúc, tâm thiện dục giới là ý thức giới mano huynh nhà nát hà tu, nên có trú căn là ý vật hadaya quát thu. Nhưng trường hợp tâm thiện dục giới hiện khởi trong cõi vô sắc thì không có trú căn, chỉ hiện khởi trong các cõi ngũ uẩn thì mới có trú căn sắc ý vật. Một điểm khác cần phải biết là chư thánh lậu tận a la hán thinh văn độc giác toàn giác, các ngài không có 8 thứ tâm thiện dục giới này bởi vì các ngài không còn tích trữ nghiệp mới, có năng lực tái tạo quả luân hồi. Các ngài đã tận diệt mọi kiết sử trói buộc chúng sanh vào vòng sanh tử. Thay vì có tâm thiện, các ngài có tâm tố hay tâm duy tác, kiriya chitta, là những loại tâm không có năng lực tái tạo. Trên phần bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Thủ Ratanatiyasa. Kính lễ Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức trong rùm. Thân chào tất cả quý tín nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, tâm theo
lĩnh vực thì có là tâm dục giới. Tâm dục giới này nó gồm có bốn giống tâm, là tâm bất thiện chúng ta đã học qua, tâm thiện, tâm quả và tâm tố dục giới. Thì hôm nay chúng ta học qua cái tâm, hôm nay chúng ta học đến tâm thiện dục giới. Ở trong cái tựa đề chúng tôi để là tâm dục giới thiện, là bởi vì khi mà nêu cái tiêu đề thì chúng ta nêu lên cái tiêu đề là tâm giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Thì tâm dục giới nó có bốn giống tâm, bốn loại tâm, là tâm bất thiện, tâm thiện, tâm quả, tâm tố. Trong cái tiêu đề của bài học thứ năm đó, chúng ta chỉ gọi là tâm bất thiện thì cũng đủ rồi, nhưng mà vì nêu lên cái tiêu đề cho nên chúng tôi để là tâm, trong cái bài thứ ba thì chúng tôi để tâm bất thiện, tâm dục giới mà thuộc bất thiện. Nói như vậy nó thừa đi, là bởi vì tâm sắc giới, vô sắc giới, tâm siêu thế đâu từng có tâm bất thiện bao giờ, cho nên chỉ gọi là tâm bất thiện đủ rồi. Còn bài học hôm nay cũng học thuộc, cũng học về tâm dục giới, nhưng mà qua cái phạm trù, qua cái loại tâm thiện, cho nên gọi là tâm dục giới thiện. Rồi mới đến dục giới quả, dục giới tố. Còn khi mà chúng ta nói chuyện bình thường để mà chúng ta dẫn chứng thì chúng ta nói tâm thiện dục giới, hoặc tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, tâm thiện siêu thế. Nó chỉ khác nhau là quán đổi cái vị trí của tên gọi thôi. Và khi nãy thường tổ giới đẳng có đề cập đến chỗ này, chúng tôi cũng xin trình bày như vậy. Ở đây chúng ta có một điều là chúng ta đi ngược lại, chưa có học về tám tâm thiện trước, mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị về cái ý nghĩa của cái tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới là một loại tâm, mặc dù chỉ nằm, nếu mà nói theo cái mẫu cái đầu đề tam đó, thì tâm thiện dục giới chỉ là paritta dhamma ở trong cái trong bài học của chúng ta bị thiếu cái dấu quyền của chữ dhamma đó, thưa quý vị. Chúng tôi kiểm lại ở trong bài, mặc dù chúng tôi có đọc lại nhưng mà đều đọc nhanh quá cho nên chúng ta quên. Paritta dhamma, mahakata dhamma, appamana dhamma. Hai cái chữ dhamma đó đều có cái chữ có dấu trừ âm hết. Thì mặc dù cái tâm thiện dục giới nó thuộc về paritta dhamma, cái pháp mà có cái năng lực ít ỏi, kém cỏi, nó chỉ diễn ra có bảy sát na động lực, và nó bị chi phối sang duyên trần cảnh, nó không có tập trung được nhiều, được lâu như là tâm đạo đại hay tâm siêu thế. Tâm đạo đại chỉ có cái mãnh lực là đè nén năm triền cái, và một người đã chứng đắc được thiền đạo đại đó, thì sắc giới, thì vô sắc giới, thì chính cái tâm thiền thiện mà vị đó chứng đó,
vị đó có thể nhập định lâu ngày một thứ tâm đó thôi, hoặc là sau khi mệnh trung chính tâm thiện đó sẽ dẫn đi tái sanh ở cõi cảnh phạm thiên. Còn cái tâm thiện siêu thế là có mãnh lực sát trừ phiền não để rút ngắn cái dòng sanh tử luân hồi, hoặc là đắc được tứ đạo thì sẽ đạt đến cái sự không còn tái sanh luân hồi nữa, mãnh lực mạnh như vậy. Nhưng mà tâm dục giới, tâm thiện dục giới vẫn gọi là cái tâm đại thiện như thường, maha kuscita, là bởi vì cái sức ảnh hưởng của cái tâm dục giới, cái tâm thiện dục giới nó ảnh hưởng nhiều khía cạnh, ảnh hưởng sâu rộng hơn. Thì chúng tôi muốn trình bày với quý vị về những cái sự ảnh hưởng của cái tâm thiện dục giới rộng lớn. Là trên 10 phương diện, trầm lớn trên 10 phương diện. Cái tâm thiện dục giới trước hết là làm được nhiều việc như là bố thí, tức là phân phát cho người khác, trì giới là kiềm tránh cái sự sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu vân vân, rồi tu tiến là khởi sự tu tập thiện chỉ thiện quán. Rồi khi mà một người cung kính cha mẹ, cung kính thầy tổ, hay cung kính bậc huynh trưởng, cung kính người lớn tuổi, cái sự cung kính đó nó được thể hiện bằng thiện phục vụ, tức là làm lợi hành cho người khác, giúp đỡ cho người khác, thính pháp tức là nghe pháp, rồi thuyết pháp tức là nói pháp cho người khác nghe, hồi hướng phước tức là mình làm việc lành gì, việc thiện gì, rồi mình bày tỏ cho người khác để người khác quan hỷ, đồng quan hỷ với mình, tùy hỷ công đức với mình, đó gọi hội hướng phước cho người sống và hội hướng phước cho người chết. Tùy hỷ phước là khi mà mình thấy người khác làm được việc lành, làm được thiện sự, nếu mình là người tốt thì mình sẽ sẵn sàng vui thích theo, mình không có cái sự đố kỵ, không có sự ghét bỏ. Một số người thì họ ở bên ngoài, thưa quý vị, thí dụ họ thấy người Phật tử đi chùa làm phước cúng dường đến chư tăng chư ni, thì tự nhiên cái họ cảm thấy bực bội khó chịu, họ nghĩ là tại sao có tiền mà không ăn không uống mà lại đem đi cúng chùa vân vân. Cái đó là họ không có tùy ý phước. Mà người làm được cái công việc tùy ý phước đó thì phải nói là rằng đó là cái tâm thiện dục giới của họ. Rồi tạo chánh kiến Uchukata, lý thuyết Uchukata là luôn luôn chỉnh đốn cái quan điểm, cái tri kiến của mình sao cho nó đi vào cái nẻo chánh, không có hiểu sai, không có hiểu vậy, không có hiểu phi lý, hiểu chống đối pháp của bậc thánh vân vân. Thì vậy gọi là kiến. Chỉ có tâm thiện dục giới mới làm được 10 cái thiện sự này và còn nhiều hơn thế nữa. Trong khi đó thì cái tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, mặc dù mảnh đất lớn nhưng mà chỉ làm có mỗi một việc, tức là trụ tâm vững chắc, định tâm vững chắc thôi, vững chắc trên đề mục chỉ vậy thôi, chứ không có làm được nhiều cái việc lành.
Không có ai, không có trường hợp nào mà dùng cái tâm thiện sắc giới, thiện vô giới, dùng cái tâm thiện định mới để mà bố thí được hết. Bố thí phải là tâm thiện dùng giới mà bố thí được, giữ giới quý vị. Thì do đó gọi là tâm đại thiện ở cái khía cạnh thứ nhất là làm được nhiều việc lành. Thứ hai là tâm thiện dục giới, gọi là tâm đại thiện bởi vì nó tạo được nhiều công đức. Những công đức buôn giác phước ở đây đó, nó có ba là phước vật, phước đức, phước trí. Tạo những cái công đức như là bố thí tài vật, hay là tùy hỷ phước hồi hướng phước, thì nó tạo ra cái phước vật chất, tức là cái quả vị thục đời sau người đó sẽ được đầy đủ tài sản, được thiên lạc, nhân lạc. Rồi phước đức là do nhờ cái sự giữ giới, do nhờ phát cung kính, do nhờ lợi hành phục vụ, cho nên được cái phước đức là khi mà sinh ra ở trong dòng sanh tử luân hồi, người này được cái màu da sáng chói, hay là được thân tướng đẹp trai đẹp gái, hoặc là được một cái quy quyền, hoặc là thân ít bệnh tật, hoặc là được nhiều người ái mộ kính mến, hoặc là được bà con thân hữu đông, hoặc là cuộc sống an vui hạnh phúc, ít có phiền não vân vân. Thì vậy gọi là tạo cái phước đức. Và tâm đại tâm thiện dục giới rồi tạo ra phước trí là do nhờ nghe pháp, nghe được pháp cao siêu, do nhờ nói pháp cao siêu, và do nhờ có cái sự tu thiền chỉ quán, cho nên tâm được trong sáng và trí tuệ được phát huy. Người này có cái tối thiểu cũng là người sinh ra ở đời có cái sự thông minh đỉnh ngộ, chứ không phải là ngu dốt. Vì tâm thiện dục giới tạo ra nhiều công đức như vậy đó, cho nên mới gọi là tâm đại thiện. Người mà đắc thiền dầu cho có thần thông, nhưng mà thiền định đó chỉ tạo ra cái quả tái sanh của phạm thiên thôi, chứ không có tạo ra cái phước vật, không tạo ra được cái phước trí. Người đắc đạo quả thì cũng vậy, chỉ tạo ra cái phước trí, nhưng mà cái phước trí tức là đoạn trừ phiền não, hay là giác ngộ chân lý, nhưng mà những cái công đức khác như phước vật, phước đức thì không có tạo. Thứ ba đó là cái tâm thiện dục giới gọi là tâm đại thiện, bởi vì cái tâm thiện dục giới tạo được nhiều thứ tâm quả. Ở đây có nghĩa là một tâm thiện đó thì nó có thể tạo ra 8 tâm quả dị thục, hay là 12 tâm quả dị thục, hoặc 16 tâm quả dị thục, tức là quả thiện vô nhân và quả thiện hữu nhân. Cái này nữa chúng ta sẽ học thêm. Như vậy thì một hạt mà nó ra nhiều cây, hay là một cây nó ra nhiều cái, cái đó là tâm thiện dục giới tạo được. Còn như cái tâm sắc giới, vô sắc giới, tâm siêu thế chẳng hạn, thì cứ mỗi một tâm thiện chỉ tạo ra mỗi một tâm quả thôi, mỗi một tâm quả thôi. Thí dụ như tâm thiện sơ thiền thì chỉ tạo quả sơ thiền, chứ nó không thể tạo ra quả nhị thiền, quả tam thiền, quả tứ thiền được. Nghĩa là một cây một cái, một cây một cái, chứ không phải giống như cái tâm thiện dục giới một cây tạo ra nhiều cái. Một người mà tâm thiện dục giới của họ dùng tâm thiện dục giới để làm phước bố thí,
Nếu mà người này làm phước, hợp tâm tư, và hợp trí, hợp trí và đủ tâm tư thì sẽ tạo một thứ tâm thiện đó, nó tạo ra tới 16 quả rồi. 16 tâm quả chứ không phải là 16 quả nha quý vị, 16 tâm quả. Còn chúng ta nói, chúng ta đừng có nhầm lẫn ở chỗ là tâm thiện tạo ra quả, ở đây chúng ta tưởng đâu là chỉ tạo ra có 16 quả, ít quá. Nếu như vậy thì làm phước mình không có được quả vô số, không phải. Nghĩa là tạo ra 16 quả. Thí dụ như bây giờ tạo ra cái quả thiện là nhãn thức quả thiện, thì người đó trong suốt dòng sanh tử luân hồi đó, khi nào sanh ra ở đời, cái gì họ thấy được thì cái đó cũng là đẹp, là tốt. Cái gì họ nghe được, cái đó cũng là âm thanh hay, âm thanh đặc biệt. Rồi những cái gì họ ngửi được như là hương liệu, trang điểm, thoa sức, vân vân, nó thơm tho, ở cái chỗ cũng thơm tho, sạch sẽ, trong lành, vậy đó. Cho nên nói theo kinh tạng thì cái quả của phước thì nó nhiều lắm thưa quý vị. Còn nói theo trong thắng pháp thì cái quả của tâm thiện tối đa là 16 tâm quả. Nhưng mà trong 16 tâm quả đó là nó vô số khía cạnh, vô số khía cạnh bao trùm hết tất cả những cái khía cạnh, như là được giàu sang, được sung sướng, được no đủ, hoặc là được mọi người kính trọng, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nói theo trong ví dụ pháp thì chỉ gồm lại trong 16 quả thôi. Nhưng mà cái chỗ này mới là cái chỗ căn bản để chúng ta nói, tức là một tâm thiện tạo ra 16 quả nếu như họ là tâm thiện hợp trí và đủ tâm tư. Đủ tâm tư tức là làm việc thiện gì, có cái sự suy nghĩ trước khi làm, có sự suy nghĩ đang khi làm, và có sự tác ý sau khi đã làm. Có sự tác ý ba thời như vậy gọi là đầy đủ tâm tư. Còn nếu như một người làm việc hợp trí mà không có đủ tâm tư, hoặc là đủ tâm tư mà ly trí, tư ở đây tức là cái sự suy nghĩ, thì người mà làm việc hợp trí mà thiếu tâm tư, hoặc là ly trí mà đủ tâm tư, thì sẽ cho ra một tâm, nó cho ra 12 quả. Một tâm thiện cho ra 12 quả. Còn nếu như mà làm việc cái tâm ly trí mà thiếu tâm tư nữa thì chỉ cho 8 quả thôi. Nhưng mà 8 quả thiện vô nhân đó, có vậy chứ nó cũng hay lắm thưa quý vị. Quý vị thấy ở trong cuộc sống này, sở dĩ mà chúng ta được những cái hạnh, gọi là cái hạnh phúc đó, chẳng qua là chúng ta hạnh phúc do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng. Bao nhiêu đó là chúng ta cũng đủ là giàu nhất ở trong cuộc đời rồi. Còn người bị khiếm khuyết thì như vậy là họ có sự bất hạnh. Có khi thì gặp cảnh tốt, cảnh đẹp, nhưng mà cũng có khi gặp cảnh xấu. Mình nhìn thấy cái bộ y phục của mình nó được sạch sẽ, nó được đẹp, thời trang, thì đó là nhãn thức quả thiện. Rồi nếu như mà cái áo của mình bị rách, bị cũ hư, hay là nó bị lấm len, thì cái đó làm cho chúng ta khó chịu, thì như vậy gọi là nhãn thức quả bất thiện. Cái đó nó thuộc về quả của tâm bất thiện này, vân vân. Thì như vậy đó gọi là tâm thiện dục giới, một thứ tâm mà tạo ra được nhiều quả, cho nên mới gọi là tâm đại thiện. Lại nữa, cái tâm đại thiện đó được gọi là tâm thiện dục giới, gọi là tâm đại thiện bởi vì nó thành tựu được ba thời nghiệp. Tâm thiện dục giới nó có thể là hiện báo nghiệp đến thích thâm má quên đi chứ không mất,
Tức là một người mà họ cúng dường đến cho một vị A-la-hán mới vừa xả thiện diệt, một vị có ân đức đặc biệt, thì họ đang nghèo khổ ngày hôm nay, đang nghèo khổ nhưng họ cúng dường đến vị A-la-hán buổi sáng đó, thì buổi chiều lại hoặc là ngày mai là họ có cái cơ hội để họ trở thành một bá hộ, là một nhà đại triệu phú, như là người trong dân quân đá, người cày của người giải thoát vô độc gì chẳng hạn. Cái quả này đặc biệt như vậy, gọi là hiện, trả ngay trong hiện tiền. Rồi nữa, cái tâm thiện dục giới nó còn có cái chức năng gọi là sanh báo nghiệp, là nếu như cái tâm thiện mình làm mạnh mẽ thì sau khi mệnh chung, cái tâm thiện này nó sẽ tạo ra tâm quả tục sinh ở cổ trời của người. Lại nữa, cái thiện này không có mất. Tâm thiện dục giới chúng ta đã làm từ quá khứ xa xưa, thì ở trong đời sống hiện tại này hoặc là trong tương lai, nó sẽ trổ quả dài 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 như vậy. Có những loại cây thưa quý vị, hay có những loại hoa, nó chỉ ra hoa một lần, ra trái một lần rồi nó chết. Nhưng mà có những loại cây như là cây ăn trái thông thường của chúng ta, cây xoài, cây ổi, cây mận cho nhà, thì nó cứ ra trái hết đợt này đến đợt khác, nó ra trái mãi như vậy. Thì do cái hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Trong khi đó thì tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, nó chỉ cho quả sanh báo nghiệp mà thôi. Nghĩa là ngay trong hiện tại người đã đắc thiền chưa hưởng được cái quả dị thục, đợi đến khi mạng chung mà nếu không có ngoại thiền đó, thì mới được tạo ra cái quả để dẫn đi tục sinh ở cõi Phạm Thiên. Còn thiện siêu thế thì chỉ có hiện báo nghiệp, tức là cho quả tức thì, sau đó bằng cách gọi là vô gián duyên, như vậy đó. Chỉ có tâm thiện dục giới là cho ba thời, hiện hiện báo, sanh báo và hậu báo. Vì vậy cho nên mới gọi là tâm đại thiện. Lại nữa, thứ năm, tâm thiện dục giới hoạt động ba hành. Ba hành ở đây tức là thân hành, kaya samachara. Tức là hành thiện bằng thân, bằng thân biểu tri. Khẩu hành có chi samachara, tức là hành thiện bằng khẩu biểu tri, tức là nói, hay là khẩu thiện hành. Còn ý hành mano samachara, thì mano chứ phải là mô, quý vị lưu ý sửa lại dùng cái chúng tôi có chính tả, lấy cái chữ mano chứ phải là mô đô. Không hiểu sao chúng tôi kiểm tra rồi mà sao chúng ở trong cơ bản vẫn sẵn chính tả chỗ đó. Dạ, mano. Cảm ơn sự tự trì. Là ý thiện hạnh. Trong khi đó thì thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế, tâm thiện nó chỉ là ý hành thôi, chỉ là ý hành chứ không thể bằng cái hành động. Như chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chúng ta chắp tay xá chào chư tăng chẳng hạn, hay là chúng ta đem cái vật gì đó chúng ta chìa tay ra chúng ta cho người khác bằng cái tâm thiện, làm việc bố thí, thì cái đó là làm việc bằng thân, làm việc thiện bằng thân hành. Làm việc thiện bằng khẩu hành, thí dụ như là chúng ta nói những lời nói chân thật, nói lời nói dịu ngọt, nói lời hòa hợp, cái đó là chúng ta làm điều thiện bằng khẩu hành. Rồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta tu tập, chúng ta rải tâm từ,
an trú tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hay là chúng ta ngồi đó mà chúng ta quán tưởng vô thường, khổ đau, vô ngã, pháp vô vi, hoặc là niệm tưởng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì cái đó gọi là ý hành thiện, tức là ý thiện hạnh, Mano Sucharita. Cho nên tâm thiện dục giới gọi là tâm đại thiện là gì? Lại nữa, thứ sáu, tâm thiện dục giới chính là nền tảng tu tiến thiền chỉ và thiền quán. Ở đây chúng ta phải biết rằng là thiền định và thần thông cũng như đạo quả giải thoát không phải tự nhiên mà nó đến, mà không phải tự nhiên mà mình có được cái tâm đó đâu. Phải do nhờ dùng cái tâm thiện dục giới để mà tu thiền chỉ hay là tu tập thiền quán. Samatha Phavona, Vipassana Phavona, chúng ta tu tập thiện chỉ đến thuần thục rồi đó, đến điêu luyện rồi, thì đưa đến kết quả là đắc được thiền thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Còn chúng ta tu tập thiện quán, ngày chúng ta cứ thọ quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Rồi khi chúng ta tu tập như vậy một thời gian đó, thì chúng ta mới chứng được đạo quả. Có nhiều người họ hiểu lầm không? Họ hiểu lầm, họ nghĩ rằng không cần sử dụng tâm thiện dung giới, chỉ cần cái tâm thiện sát giới, vô sát giới được, hay là tâm siêu thế được rồi cũng phải. Muốn chứng được các cái tâm thiện sát giới, vô sát giới hay thiện siêu thế là phải dùng cái tâm thiện dung giới để mà tu tập thiện chỉ và thiện quán. Cho nên nó là nền tảng tu tiến của các loại thiền. Lại nữa, tâm thiện dục giới không những nó là nền tảng tu thiền chỉ thiền quán, mà nó là tâm sơ khởi trong diễn trình chứng thiền nhập thiền hiện thông đắc đạo quả. Hồi mình tu tập thì mình tu tập bằng tâm thiện dục giới, nhưng mà đến khi chứng thiền hiện thông hay chứng đạo quả thì nó phải qua một cái diễn trình tâm khai ý môn, chuẩn bị cận hành tuận thứ chuyển tập rồi tâm thiền, hay là khai ý môn chuẩn bị cận hành tuận thứ chuyển tập rồi tâm thông, hay là khai ý môn chuẩn bị cận hành tuận thứ chuyển tập rồi tâm đạo, tâm quả, tâm quả. Thì như vậy trước khi mà cái tuệ đạo tuệ quả khởi lên, hay trước khi cái tâm thiền thiện khởi lên, thì trước đó chuẩn bị cơ hành thưởng thức chuyển tập vô tra phu, cái này nó phải là bằng cái tâm thiện dục giới. Cái này nó rất là quan trọng cho quý vị, quý vị cần phải hiểu chỗ đó. Rồi thứ bảy, tâm thiện dục giới biết nhiều cảnh hơn các loại tâm thiện địa phước khác. Cảnh ở đây mai mốt chúng ta sẽ học về cái phần thoát ý 21 cảnh. Bây giờ chúng ta chỉ học 6 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh địa, cảnh xúc, cảnh pháp thôi. Thì cảnh pháp là cảnh mà nó thuộc về cái hiện tượng nội tại nó cạn lên, gọi là cảnh pháp. Cái hiện tượng nội tại đó thì cái tâm thiền, tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, ngay cả cái tâm thiện siêu thế biết cảnh niết bàn cũng là cảnh pháp. Chớ tâm đạo, tâm quả hay là tâm thiền không có biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh địa, cảnh xúc, cảnh pháp hay cảnh xúc đâu. Còn tâm thiện dục giới thì biết đủ. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta đi đến cái chùa, chúng ta nhìn thấy, chúng ta được chiêm ngưỡng cái tượng Phật, hay là chúng ta chiêm ngưỡng được cái ngôi bảo tháp Xá Lợi chẳng hạn, chiêm bái Xá Lợi, thì tâm thiện chúng ta quan hỷ. Như vậy gọi thiện cái cảnh sắc, chúng ta nghe pháp với tâm quan hỷ, tâm thiện khởi lên, thì như vậy biết tâm thiện, biết cảnh thinh. Rồi khi mà chúng ta ngửi cái mùi hương trầm thanh khiết, chúng ta khởi lên cái tâm thiện, nghĩ đến cái việc tu tập, thiện vậy gọi là
gọi là tâm thiện với tỉnh khí, tâm thiện với tỉnh vị. Khi mà mình thọ thực, mình quán tưởng để cho ngăn chặn cái sự tham đắm, thì như vậy gọi là tâm thiện biết cảnh cảnh vị. Tâm thiện biết cảnh xúc, thí dụ như khi mà chúng ta ở trong một cái liêu cốc, ở bên trú xứ mà nó mát mẻ thoải mái thì tâm thiện phát sanh lên, thì tâm thiện đó thuộc về tâm thiện biết cảnh xúc. Rồi tâm thiện biết cảnh pháp thì cái đó dễ dễ hiểu rồi. Thì do biết nhiều cảnh như vậy cho nên gọi là tâm đại thiện. Và tám là tâm thiện dục giới xuất hiện ở trong nhiều lộ trình tâm. Ở đây tâm nó diễn qua sáu môn, tức là nó diễn qua khi mắt thấy cảnh sắc thì tâm nó một diễn trình tâm hay lộ trình tâm nó sẽ diễn ra ngang qua nhãn môn. Khi tai nghe tiếng thì lộ trình tâm nó diễn ngang qua nhĩ môn. Rồi khi mũi ngửi mùi thì diễn trình tâm nó sẽ diễn qua tỷ môn. Khi nếm vị, khi lưỡi nếm vị thì tâm sẽ diễn trình tâm sẽ diễn qua thiệt môn. Khi thân bắt cảnh xúc thì diễn trình tâm sẽ diễn qua thân môn. Ý suy nghĩ cảnh pháp thì diễn trình tâm nó sẽ diễn qua ý môn. Thì ở trong mỗi diễn trình tâm như vậy nó có cái giai đoạn gọi là cháu bánh đá hay là tâm động lực, tức là những tâm mà xử lý cảnh đó. Thì nếu mà chúng ta tập cái chặn cho quanh nám này, nó sẽ là cái tâm thiện dục giới. Như vậy diễn trình tâm ngũ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn đều có tâm cho quanh nám. Mà tâm cho quanh nám đó chính là, nếu mà chúng ta khéo tu tập thì chính là tâm thiện nó khởi lên ở đây. Như vậy gọi là diễn trình tâm đương theo nhiều môn. Rồi lại nữa, tâm thiện dục giới sanh cơ tánh nhiều hạng người. Thí dụ như 12 hạng người chúng ta sẽ học tới đó, thì trong đó có người khổ, người lạc, người dân, người tâm nhân, người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì tâm thiện dục giới đó là nó sanh theo cơ tánh của hạng người, như chúng sanh ở địa ngục có thể có tâm thiện được. Bởi vì nếu không có tâm thiện thì sao mình hồi hướng phước cho họ được. Hay là ở ngạ quỷ, súc sanh Atula, cái hạng người khổ nó có, hạng người nhị nhân, người tam nhân. Người khổ, người lạc, thì nhị nhân đó không thể nào đắc thiện hay đắc đạo quả, nhưng mà người vẫn có được tâm thiện dục giới như thường. Còn nói chi là hạng phàm tâm nhân, tức là người có trí tuệ Sapeyo. Sapeyo là người có trí tuệ bẩm sinh, thì người này có cái tâm thiện đương nhiên rồi. Còn cái bậc tu được quần quả, tu đà hàm quả, a na hàm quả, những bậc hữu học đó thì ngài vẫn sử dụng tâm thiện dục giới để xử lý cảnh trong đời sống bình nhật, cho nên được xem như là bảy hạng người. Vì vậy cho nên gọi là tâm đại thiện. Tâm thiện dục giới gọi là tâm đại thiện bởi nó sanh ra nhiều cõi. Ở trong thế gian này có 31 cõi, 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới, là 11 cõi. Trong 11 cõi đó thì có một cõi gọi là cõi nhất quẩn, tức là cõi vô tưởng, không có tâm, thiếu bốn danh quẩn thọ tưởng hành thức, chỉ có sắc quẩn mà thôi, cho nên gọi là cõi nhất quẩn hay gọi là cõi vô tưởng.
thì cõi vô tưởng là cõi không có tâm, thì không có tâm thiện thôi. Còn 30 cõi còn lại đó đều có sự, đều có sinh diễn cái tâm, tâm đại thiện hết, đều có sinh diễn tâm đại thiện hết. Cái điểm này rất quan trọng. Trong khi đó tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, tâm siêu thế thì nó chỉ hiện khởi ở trong những cõi vui, dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà còn bị hạn chế nữa đó. Mai mốt chúng ta học đến đó chúng ta sẽ thấy có hạn chế nhiều, chứ không phải cõi nào tâm thiện cũng có mặt. Như bây giờ chúng ta biết rằng cái tâm sơ đạo, tâm dị đạo, tâm tam đạo, ba cái tâm đạo đó thụ thiện siêu thế, nhưng mà không thể nào nó hiện khởi trong cái cõi tịnh cư được. Mà trong khi cõi tịnh cư bị cõi của vị A-na-hàm thì lại có cái tâm thiện dục giới, có cái tâm đại thiện trên đó. Quý vị thấy chính vì cái chỗ đó tâm thiện, tâm đại thiện. Còn về thứ 10 là nói về trú căn đó, thì ở đây chúng ta phải biết rằng ngoại trừ cái cõi vô sắc thì tâm sanh khởi không có nương trú căn, tức là không nương sắc vật, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật thôi. Chứ còn cõi ngũ uẩn chúng ta hãy tâm nhãn thức thì nương nhãn vật, tâm nhĩ thức nương nhĩ vật, tâm tỷ thức nương tỷ vật, tâm thiệt thức nương thiệt vật, tâm thân thức nương thân vật. Mà tâm ý giới và ý thức giới thì nó nương vào ý vật nếu ở cõi ngũ uẩn. Thì do đó cho nên tâm thị dục giới nó thuộc về, nó thuộc về ý thức giới, cho nên nó nương vào vào cái trú căn ý vật. Cái này nói thêm thì thưa quý vị, ở đây đó, cái tâm thị dục giới mặc dù nó nhiều như vậy nhưng mà chúng sanh cũng khó, cũng không phải gì mà có được cái tâm thị dục giới đó đâu. Tâm thị dục giới, bởi vì tâm thị dục giới nó có nhiều cái nhân sanh ra cái tâm thiện đó. Một á, là khéo tắc ý, yoniso manasikara. Tâm ác á, thì mình khỏi cần cố gắng cho nó sanh, nó cũng sanh. Tâm thiện tham sân si, hễ gặp cảnh gì thấy cái xoài ngon thì mình thèm, hoặc người thích ăn sầu riêng thấy sầu riêng thì thèm, thì tâm tham khởi liền. Còn tự nhiên mình bị người ta chửi, mình vừa nghe tiếng mình khởi lên tâm sân rồi. Nhưng mà tâm thiện thì không phải chuyện dễ, chuyện gì khi nào chúng ta gặp cảnh sắc, cảnh thân, cảnh thiết, cảnh vị, cảnh xúc đó, chúng ta khéo suy nghĩ, khéo tác ý để cho cái tâm thiện nó sanh lên. Thí dụ giờ nghe người ta chửi mắng mình, lúc đó một người không khéo tác ý khởi lên tâm sân, nhưng một người khéo tác ý họ bắt đầu họ suy nghĩ, trước hết là tác ý về cái suy nghĩ về cái lý nghiệp báo nhân quả. Hồi trước mình mắng chửi người ta nhiều cho nên bây giờ bị cái quả là sanh ra ở đời hay bị người ta mắng chửi, cho nên đừng giận chi. Cái đó là quả của nghiệp mình, ai biết mình gieo. Hoặc là mình tác ý chửi mắng đó là cảnh thinh, cái lời chửi âm thanh đó là thinh, và cái gì bắt cảnh thinh đó tức là nhĩ căn, tức là lỗ tai. Rồi cái gì biết được âm thanh đó tức là nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, tất cả cái đó nhãn căn là vô ngã, cảnh thinh là vô ngã, nhĩ thức là vô ngã, vân vân. Sau khi chúng ta quan sát một hồi thì cái tâm sân nó không khởi lên mà lại khởi lên tâm thiện. Thưa quý vị, khởi lên tâm thiện
Cho nên khi mà gặp cảnh thì chúng ta có sự khéo tác ý, chúng ta khởi lên tâm thiện nó dễ. Nó còn nhiều cái câu chuyện nhưng mà mất thời gian quá cho nên chúng tôi không có không kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện mà do sự khéo tác ý mà khởi lên tâm thiện đó. Nhân thứ hai khởi lên tâm thiện là thân cận với một hiền nhân, thân cận hiền nhân gọi là Sapurisu Pasiyo. Sapurisa tức là bậc chân nhân hay bậc hiền nhân, là bậc có trí tuệ, có đức hạnh đó. Mình sống gần cái người hiền thiện thì mình sẽ khởi lên tâm thiện, thân cận với người hiền thiện thì chúng ta sẽ khởi lên tâm thiện. Gần bậc thầy đen, gần đèn thì sáng, cái là như vậy cho mình. Rồi ở trong xứ thích hợp, khi mà chúng ta sống ở gần một nơi mà có chùa chiền, có tăng ni hay là có những người Phật tử tu tập, chúng ta ở gần cái người tu tập, cái chỗ nào mà dễ dàng để chúng ta được gặp, được nghe pháp vân vân, được gặp gỡ các bậc hiền trí hay là được nghe pháp, thì chỗ đó gọi là Patirumpadi Sawasu, tức là cái chỗ thích hợp. Chúng ta ở cái chỗ đó thì chúng ta mới khởi lên tâm thiện được. Còn khi mà chúng ta ở trong một cái trú xứ, ở tại cái khu vực mà toàn là những người đá cá lăng dưa hay là những người mà tối ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè nhậu nhẹt vân vân, thì như vậy chúng ở một thời gian sau thì cái tâm của mình bị trốn, cái bắt đầu tâm thiện nó bị vắng mặt mà tâm bất thiện nó khởi lên. Dầu cho mình không có nhiễm theo họ nhưng mà mình bực bội riết rồi cái tâm thiện cũng mất. Còn khi chúng ta sống ở gần cái người hiền thiện thì chúng ta sẽ khởi lên cái chỗ đó là cái chỗ đáng ở, nó khởi lên tâm thiện. Rồi thứ tư lại đời trước từng tạo phước, nghĩa là trong đời quá khứ người này có cái thói quen làm thiện, cho nên ngay trong hiện tại tâm thiện nó sẽ khởi lên dễ dàng. Đời trước mình từng bố thí, bây giờ cái hạnh bố thí mình dễ làm lắm. Đời trước mình từng giữ giới, từng tu thiền, cho nên bây giờ cái việc giữ giới tu thiền không phải là khó, nó dễ khởi lên lắm. Thứ năm gọi là tự lập trường chân chánh, Atat Samapaniti, tức là luôn luôn giữ cái lập trường kiên định là đi theo cái con đường chánh, bỏ cái nẻo tà. Thì hễ mà giữ được lập trường như vậy đó thì tâm thiện nó khởi lên. Cho nên chúng ta phải biết là không phải tâm thiện dục giới tự nhiên mà có được, mà chúng ta phải do cái sự thích, có cái điều kiện để làm cho nó phát sanh. Đây là bốn điều kiện mà chúng tôi xin gợi ý để nhắc cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta trở lại với bài học. Sau khi chúng ta biết rõ về cái sắc thái của cái tâm thiện dục giới và sự ảnh hưởng rộng lớn của tâm thiện dục giới trong đời sống bình nhật của chúng ta như thế nào, thì bây giờ chúng ta hãy xét về cái mặt chuyên môn. Tức là trong thắng pháp á, có tâm thiện dục giới, nếu mà chúng ta nói theo cái thường thức thì tâm thiện dục giới có nhiều, bởi vì nó bắt nhiều cảnh cho nên tâm thiện cứ mỗi cảnh là mỗi tâm thiện vậy đó. Nhưng mà ở đây có cách để mà chúng ta nắm bắt được là tâm thiện dư giới nó chỉ có 8 thứ thôi, do nó khác nhau ở chỗ cảm thọ, khác nhau ở chỗ tương ưng và khác nhau ở chỗ là trợ năng. Vì có những trường hợp tâm thiện đồng sanh với cảm giác quan hỷ vui vẻ, cho nên thiện không hành hỷ. Còn tâm thiện mà nó có cảm giác bình thản, không vui, không buồn,
thẳng hiên, thì như vậy được xem như là con hành xả. Cái câu hành hỷ đó hay là trong cái câu hành xả đó, nó có hai trường hợp khác, gọi là trường hợp tương trí và trường hợp bất tương trí. Tương ưng trí có nghĩa là có cái trí tuệ, hay là tương ưng với nhân vô si, nhân vô song có cái trí hiệp theo. Ở đây nó có hai vấn đề, là khi mà chúng ta nói tương trí với bất tương trí, chúng ta cũng nên hiểu rằng hễ đã là tâm thiện thì nó phải hữu nhân tương ưng, gọi là hệ túc. Ở đây có ba, có ba cái nhân tương ưng mà thuộc về tình hảo. Nếu như nhân tương ưng tình hảo đó mà nó sanh theo tâm thiện, tức là vô tham a lô pháp bù lát, vô sân a đô sát bù lát, vô si a mô hạ bù lát, cái vô si luôn luôn là nó đi chung với vô tham và vô sân. Cho nên hễ mà cái tâm thiện nào mà hợp trí, tâm thiện nào mà tương trí thì tâm đó là tâm tam nhân. Còn cái nhân vô tham luôn luôn là đi chung với nhân vô sân, nhân vô sân luôn luôn đi chung với nhân vô tham, nhân vô tham có thể đi chung với vô si, nhân vô sân có thể đi chung với vô si. Nhưng mà nếu trường hợp không có vô si đi cùng thì ít ra trong cái tâm thiện đó cũng phải có hai nhân là vô tham và vô sân. Cho nên gọi là tâm ly trí, tâm thiện ly trí, nhưng thật ra nó cũng là có, nó cũng nhị nhân đó thưa quý vị. Tâm thiện ly trí là cái tâm nhị nhân, nó cũng là tâm tốt, cũng là nhân tốt, chỉ có điều là không có sự hiểu biết thấu đáo vậy thôi. Chứ cái trạng thái tâm thiện nó cũng là không nhiễm cảnh và không dị ứng cảnh, là do vô tham vô sân, thì vậy cũng đã là tốt lắm. Thì ở đây đó, chúng ta nói khía cạnh về nhân tương ưng thì chúng ta phải biết là cái tâm thiện mà tương trí là tâm thiện tam nhân, còn cái tâm thiện mà bất tương trí thì tâm thiện đó là tâm thiện nhị nhân, cái nào cũng có nhân tốt. Nhưng mà hỏi về tâm hợp trí là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái tâm thiện mà hợp trí tức là cái tâm thiện có cái sự sáng suốt thấu đáo trong đó. Một người mà khi làm thiện bố thí trì giới, họ có cái sự tác ý đúng đắn, thì trong cái tâm thiện của họ là tâm thiện hợp trí, tức là họ suy nghĩ đến nhân quả nghiệp báo, thấy rằng chính do không có bố thí mà chúng sanh ở đời sanh ra phải bị thiếu thốn, nghèo đói, khổ sở, xấu sắc, cho nên ta hãy bố thí. Hoặc là người đã suy xét chúng sanh ở trong đời tâm bị phố quế, một phần cũng do cái sự bỏng sẻn keo kiết, nay ta muốn đạt đến sự giải thoát trong tương lai thì phải tẩy sạch cái câu quế đó bằng cách là xả tài bố thí để làm vật trang điểm cho tâm, là tư phụ cho tâm,
Nghĩ vậy cho nên bố thí, cái sự bố thí, cái tâm bố thí đó là cái tâm hợp trí. Hay là một người sau khi họ suy quán, Đức Thế Tôn dạy đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, trong một căn nhà đang cháy, những gì được kéo ra khỏi ngôi nhà đó không bị cháy thì cái đó mới có lợi ích đến cho chủ nhân, đến cho chủ nhà. Còn cái gì bị cháy rụi vô ích cũng vậy. Cái gì mà mình đem bố thí cho người khác rồi thì cái đó nó là cái tương lương, cái hành trang để đem được theo trong ngày vị lai. Đó là quả thiện, quả thiện bố thí. Còn cái gì mình ăn xài rồi, mình cờ bạc, mình đổ vào trong sòng bạc, trong sòng bài, hay là trong quán rượu vân vân, thì cái đó tài sản đã tiêu hao rồi, nhưng mà sau khi chết thì mình không hưởng được cái gì cả, mình chỉ là bị cái quả khổ mà thôi, không có nơi nương tựa. Còn thế mà mình đem cho ra đó, tức là cái đó mình làm cái chỗ nương tựa được. Nghĩ về cho nên bố thí thì gọi là bố thí hợp trí, rồi bố thí tâm hợp trí. Nó có nhiều cách bố thí hợp trí lắm thưa quý vị. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta đi, người mà làm phước bằng cái tâm thiện hợp trí đó, ở trong Thắng Pháp tập yếu luận ở Phật tông Mát Tát Sa La Hán, ngài Anuruddha này cũng có giải thích cái điểm này. Là người mà có cái một là người có cái nghiệp quen dùng trí, nghiệp quen dùng trí, cái thường cận cái duyên dùng trí trong quá khứ, gặp cái gì cũng dùng trí để mình suy nghĩ, thì do cái thường cận cái duyên đó mà đời này khi họ làm việc thiện, họ làm thiện bố thí trì giới, họ cũng hay dùng trí suy nghĩ. Đến nỗi mà quen dùng trí rồi đó, khi ra đường đi du lịch đến chỗ này chỗ kia, thấy quá ngựa xinh, trước khi mà muốn bố thí suy nghĩ phải làm như thế nào, nên cho hay là không nên cho, trong trường hợp này suy xét xong họ mới bố thí. Cho nên họ ít có gặp cái trường hợp nó phiền toái. Còn người mà bố thí mà không có dùng trí, thưa quý vị, vừa thấy cái khởi lên cái sự ngẫu hứng là cho liền, mà không biết rằng ở chỗ đó chút xíu nữa là nó vây quanh, nó bao vây là không có đường thoát, lúc đó rồi phiền muộn tức tối la hét lên, thì cái tâm sân nó khởi lên, thì nó làm cho cái tâm thiện nó mất đi, tâm thiện nó bị tổn giảm. Cho nên người quen cái nghiệp trí, quen cái nghiệp mà dùng trí, thì đời sau dễ phát sanh trí. Thứ hai là sanh nhầm cõi vô sân. Ngài Hòa Thượng Thiện Sư ngài dùng cái tiếng về sanh nhầm cõi vô sân, nhưng ở đây chúng tôi nói quý vị là chúng ta sanh ra ở chỗ nào mà ít có cái cơ hội cho tâm sân nó sanh, thì cái chỗ đó cũng dễ dàng phát sanh trí. Như quý vị, chúng ta sanh ra ở chỗ mát mẻ, ở chỗ sạch sẽ, ở trong những cái trú xứ, ở những nơi mà có cái người hiền nhiều, chúng ta sống ở cái vùng nào con người chân chất thật thà, ít có gian xảo, không có mưu mẹo. Chúng ta ở gần những người đó đó, chúng ta dễ phát sinh trí.
tâm trí, cái trí tuệ chúng ta dễ vận dụng, bởi vì nó không có bị, nó không có bị chi phối bởi bởi bực bội khó chịu. Hễ khi nào mà chúng ta bực bội khó chịu sân giận nhiều quá đó, thì trí nó không phát sanh cho vị. Người ta nói giận quá mất khôn, khi mà mình giận lên rồi thì mình không có sự khôn ngoan trí tuệ nữa. Cho nên sống ở chỗ nào mà không có cơ hội để giận thì chỗ đó dễ phát sinh trí. Thứ ba là được xa lìa hay là giảm thiểu phiền não. Người mà sống mà giảm thiểu phiền não từ sáng đến chiều, ít có tham lam, ít có sân hận, ít có si mê, ít có tà kiến, hoặc là không tham lam, không sân hận, không si mê, không tà kiến, không ngạo mạn, không có những phiền não đó nó chi phối, thì người này dễ phát sanh trí. Chúng sanh mà dễ phát sanh trí là những chúng sanh ở cõi phạm thiên sanh xuống, hay ở cõi chư thiên sanh lại ở cõi người chúng ta, những người đó họ dễ phát sanh trí. Là tại sao? Bởi họ ít có phiền não. Còn mình, cho nên trong đời sống hiện tại quý vị nhớ cẩn thận, chúng ta hãy hở một chút là sân giận, hở một chút là chúng ta tham lam, hở một chút là chúng ta tà kiến ngạo mạn, hay là chúng ta luôn luôn là bị buồn ngủ giả dự, bị hôn trầm thủy miên, vân vân, thì để cho phiền não nó nhiều cũng giống như là cái mặt gương mà để bị đóng bụi nhiều thì nó mờ thôi quý vị. Đúng vậy, tâm của người mà bị phiền não chi phối hoài thì cái trí tuệ nó không sáng được. Còn khi nào mà từ sáng đến chiều mình ít có bị phiền não chi phối thì trí tuệ sáng lên. Cái đó là nhân sanh trí. Rồi cái trường hợp, cái nhân thứ tư gọi là ngũ quyền, tính tấn định định tuệ mạnh. Đây là nói đến vị hành giả mà tu tập đó. Vị hành giả tu tập đức tin mạnh, tinh tấn mạnh, chánh niệm mạnh, chánh định mạnh, hay là tuệ quyền mạnh thì trí tuệ dễ phát sanh. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta dùng, chúng ta hiểu được ý nghĩa này thì chúng ta hãy trang bị những cái điều kiện đó để giúp cho chúng ta trong đời sống hiện tại chúng ta dễ phát sanh lên tâm thiện, và tâm thiện dễ sanh ra học trí. Rồi cái tâm thiện chia ra làm 8 thứ. Tâm thiện sanh ra 8 thứ là cũng bởi do thiện hợp trí đã đành. Nhưng mà trong cái thiện hợp trí, thiện ly trí đó, nó lại có trường hợp gọi là hữu trợ và vô trợ. Nó hữu trợ, tâm vô trợ tức là tâm nhanh nhẹn sanh khởi, một người mà họ chậm chạp á, cái tâm thiện sanh khởi chậm chạp, khi mà thấy rồi, thấy cái chuyện cần, chuyện thiện cần phải làm, cái việc tốt cần phải làm, họ chưa có làm liền đâu, chưa khởi lên tâm làm liền, phải đợi nhắc nhở, phải đợi khuyến khích rồi sau đó họ mới làm. Họ làm cái tâm thiện đó gọi là tâm thiện hữu trợ. Còn tâm thiện vô trợ tức là một người đã thuần thục, là họ vừa gặp cảnh thiện đáng làm thì khởi lên tâm thiện liền. Ở đây chúng ta cũng phải nhớ là ở trong sách
cái thông mắt sẽ cũng có đề cập đến, nhưng mà phát sinh cái tâm vô trợ đó. Một là tục sinh bằng cái nghiệp vô trợ, tục sinh bằng cái nghiệp vô trợ asankhita kharika kamachat samachat kamachat di ta vati santhi. Người mà tục sinh bằng cái tâm hữu trợ đó thì nó ảnh hưởng trong đời sống thường nhật của người đó, cái gì cũng chậm chạp, thiện họ cũng làm chứ không phải không, nhưng mà họ làm từ 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 nghĩa là không có nhậm lẹ, không có sốt sắng, không có linh hoạt. Còn người mà tục sinh bằng cái tâm vô trợ, bằng cái nghiệp vô trợ, thì đời sống của họ cái gì cũng nhậm lẹ lắm thưa quý vị. Nhanh nhậu, thấy là làm, thấy là khởi lên tâm thiện liền. Thứ hai là thân tâm mạnh mẽ. Khi nào mà thân của mình bị bệnh hoạn, lúc đó mình làm việc gì cũng lừ đừ. Bữa nay mình mất ngủ cho nên mình bệnh. Bình thường đó thì thôi, mình học kinh, nghe pháp, mình nhanh nhẹn lắm. Nhưng mà bữa nay cái tâm, do cái tâm nó lừ đừ, cái thân bệnh hoạn thì tâm cũng lừ đừ, cho nên là biết ai rủ đi chùa cũng là biết đi nữa, ai rủ đi bước là nữa. Trong khi cái tâm mạnh mẽ là cái thân tráng kiện thì nó thường chánh niệm thường sanh, gặp việc chi cũng phát nhanh chóng. Thứ ba là có sự nhiều cái sự kham nhẫn, gọi là khanh ti pokulata. Người mà trong đời sống của họ, họ luyện tập riết nó quen, cái gì cũng chịu đựng, sao cũng được, cho nên họ sẽ phát sinh lên tâm thiện nhanh. Còn nếu mà họ gặp cái gì họ hay nhìn cái khuyết điểm của người khác, họ dễ bực bội với người khác thì họ bố thí khó lắm, không bố thí chậm lắm. Cho nên phải có cái sự nhẫn nại cho nó quen, rồi lại nữa. Thứ tư là nhân sanh ra vô sở trợ, tức là từng thấy nghe cái sự kết quả của bậc hiền trí, tức là chúng ta có chứng kiến được, hay là chúng ta nghe được cái pháp mà nói rằng cái người mà làm phước bằng cái tâm vô trợ thì sao được cái quả nó nhanh chóng, nó không có chần chừ. Chúng ta nghe thấy vậy chúng ta quan hỷ, cho nên chúng ta gặp chuyện gì chúng ta cũng làm phước nhanh chóng để không có bị cái quả báo chậm chạp. Rồi thứ năm là thuần thục trong cái việc làm, kammapassata. Một người mà sống quen làm thiện rồi đó thì tâm thiện khởi lên nó dễ. Chúng ta quen nghe pháp, thích nghe pháp, hay là chúng ta thích hành thiền, thích giữ giới, cho nên cái việc mà bố thí trì giới hành thiền đối với chúng ta thì nó thuần thục, nó quen quá đi, cho nên nó nhanh. Hãy gặp là làm liền, tới giờ là làm, tới giờ hành thiền là hành thiền liền, tới giờ nghe pháp thì chúng ta nghe pháp sốt sắng, chứ chúng ta không có rề rà, không có chậm chạp. Đó là do chúng ta thuần thục trong công việc. Còn cái nhân thứ sáu, nó phát sinh lên vô trợ là ô túc phu chân na đi sắp bài giác lưu là phu, tức là chúng ta được vật thực hay là thời tiết thích hợp
Có nghĩa là khi nào mà chúng ta gặp cái thời tiết mát mẻ hay là những cái thức ăn nó thích hợp với cái cơ địa mình, làm cho mình khỏe khoắn lên, thì lúc đó là tâm nó hữu trợ, tâm nó vô trợ, tức là tâm nó linh hoạt, nó nhậm lẹ. Còn hãy khi nào mà gặp thời tiết oi bức, nực nổi nóng nảy thì làm cho mình lừ đừ, thế là cái thân nó chậm thì tâm nó cũng bị chèo kéo theo. Hay là bữa nào mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà nó không hợp với cơ địa, mình ăn vào trong cái cơ thể mình nó bần thần giả dự, thì lúc bây giờ tâm nó quể quải giả dự như vậy đó, thì kéo theo đó là cái tâm nó không có được linh hoạt, không có được nhạy bén, nó trở thành cái tâm hỗ trợ. Cho nên những cái trường hợp này cũng nhắc thêm để cho quý vị hiểu được những cái điều này là ở trong sách của Ngài, bài giải của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài sưu tầm, Ngài viết ra đó thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta học đến đây mà đem trình bày với quý vị thì chúng ta cũng tưởng nhớ cái công đức của Ngài đã dày công nghiên cứu chú giải để Ngài đem ra Ngài dạy, thì chúng ta phải học, chúng ta mới được học theo đó chứ. Nếu không có, chúng ta ngồi đây chúng ta biết là học tâm tâm thiện dục giới chúng ta học cái gì, thì chúng ta cứ nói là tâm thiện thọ hỷ hợp tạo vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, chúng ta chỉ nói như vậy làm sao chúng ta hiểu được. Cho nên ở đây quý vị phải biết rằng vì do tâm thiện nó khác nhau ở ba khía cạnh, là về cảm thọ nó có hỷ có thọ xả, về tương ưng nó có tương trí và bất tương trí, về trợ năng thì nó có vô trợ hữu trợ. Vì vậy cho nên nó biến thành tám thứ. Cái đó là nói theo cái Sapphawato. Sapphawato là nói theo thực tính. Cho nên có những người họ cũng cái nghiệp thiểu trí, cho nên họ đọc ví dụ pháp, họ nghe vậy họ nói tưởng sao ví dụ pháp nó cao siêu, nấu tâm thiện mà chỉ nói như thế này thì làm sao mà hành thiện được. Hành thiện phải nấu được bố thí, làm việc từ thiện, hay là giữ giới, hay là hành thiền chỉ thiện quán, vân vân. Họ chỉ biết ở khía cạnh thần kinh, nhưng mà họ học ví dụ pháp học không tới nơi tới chốn, cho nên họ không hiểu. Như hồi nãy đến giờ quý vị thấy là khi chúng tôi trình bày 8 tâm thiện dục giới, chúng tôi trình bày như vậy rồi quý vị thấy có cái gì nó khác với kinh tạng đâu. Cái nào chúng ta cũng cần phải học ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta cả. Thì đến đây chúng tôi xin được kết thúc bài giảng của môn Thắng Pháp ngày hôm nay, học về cái tâm dục giới thiện. Và gần một tiếng rưỡi đồng hồ chúng tôi đã trình bày, cũng mong làm sao đem lại cái sự an lạc cho cái việc học Thắng Pháp của chư Phật tử học viên. Bây giờ thì còn cái thời gian còn lại, xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ điều họp hay là chia sẻ thêm cái ý nghĩa tâm đại thiện này cho Phật tử được lợi ích. Xin cung thỉnh Thượng Tọa Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưởng Thế Tôn Thế Sư. Bậc Thế Tôn Thế Sư thường tỏ quan hỷ, Thế Tôn Hỷ nó ở thêm vài phút nữa thì thường tỏ trả lời cho một hai điểm quan trọng của bài học ngày hôm nay, rồi sau đó xin thường tỏ đi nghỉ.
cái kết lời của Thiền Tổ Thầy Sư, chúng ta thấy rõ ràng là mình thành tựu được thiền chứng cũng nhờ tâm thiện dục giới, và mình đắc đạo chứng quả cũng nhờ tâm thiện dục giới. Nhưng mà khi người học tán pháp mà mới học đó, thì có cảm tưởng là tâm dục giới chỉ cho tâm quả dục giới, tâm thiện tâm tâm đạo mới cho tâm quả, tâm đạo siêu thế mới cho tâm quả siêu thế. Thì người ta cảm tưởng như nó liên hệ gì với nhau hết. Nhưng mà để diễn tả rằng nhờ sự tu thiền mà thành tựu được thiền chứng, nhờ tâm thiện dục giới mà chứng được tâm thiền thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới, thì cái sự tương quan đó nó có là nhân quả không? Hay là một người tu tâm như một người học tạng kinh, họ không biết bị tạng pháp hết, họ nói rằng mình tu tâm học với tình tụy, tu bằng tâm thiện dục giới, và do vậy mình đắc chứng đạo quả. Nhưng mà nhìn trên cái bản đồ bản lưu chi pháp ấy, thì chúng ta thấy rằng tâm đại thiện để cho tâm đại quả thôi. Thì chúng ta giải thích như thế nào về điều này, kính thưa Thượng Tọa? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái điều này chúng ta cũng dễ hiểu khi chúng ta nghe qua cái ví dụ chúng ta trồng cây. Cây nó có trái, chúng ta ăn cái trái đó, thì cây mà nó tạo ra trái đó, thì cũng giống như cái tâm thiện mà nó tạo ra cái tâm quả gì đó, tâm quả tốt vậy. Thế thì như vậy cái bóng mát đó do cái kết quả là chúng ta trồng cây, nó cũng giống như là cái trường hợp mà chúng ta dùng cái tâm thiện dục giác tu tập rồi nó đưa đến những cái thiền chứng hơn. Chúng ta phải hiểu có hai trường hợp. Một nó khác nhau, nhưng theo các cách hiệu ứng thì chúng ta biết rằng là thì trong 24 duyên hệ đó, nhờ cái này có mặt dị thục là quả tốt hay quả xấu, thì cái đó dị thời dị duyên thì quả, nhưng mà dân nhân quả nghiệp báo. Quý vị nhớ dùm hai cái trường hợp nhân quả hiệu ứng và nhân quả nghiệp báo, nó khác nhau. Chúng ta đi mà chúng ta lo, đi chỗ trời mưa đường trơn trượt chúng ta lo ca hát nghêu ngao nhìn trời nhìn đất, rồi cái chúng ta bị trật té đau quá hay là bị gãy tay gãy chân, thì chúng ta đừng nghĩ rằng là cái này là chúng ta bị cái nghiệp báo, mà chúng ta nghĩ chúng ta nên biết cái đấy là nhân quả hiệu ứng. Nhân là do cái sự phóng dật, cái sự dễ ngươi của mình mà nó làm ra cái hậu quả, thể có nguyên nhân này nó mới đến hậu quả này. Thì như vậy ở trong cuộc sống chúng ta rất là thường gặp cái trường hợp đó. Còn khi mà chúng ta gieo tạo cho chúng sinh khác một cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc, thì đời sau chúng ta được cái quả báo tương xứng
là thọ khổ hay thọ lạc tương xứng, thì có đó nhân quả nghiệp báo. Thì cái trường hợp này đó, cái sự tương quan giữa tâm thiện dục giới đối với các thiện chứng, thì cái trường hợp này là gọi là nhân quả hiệu ứng. Vì nhờ có cái sự tu tập này nó mới đưa đến cái thành quả kia, đưa đến thành quả kia nhờ có sự tu tập nhiếp tâm hay là mày dũa trí tuệ thiền quán, cho nên đắc đạo quả. Nhờ tu tập nhiếp tâm bất loạn nên đắc được thiền chứng sắc giới, vô sắc giới. Thì nhờ cái sự tu tập đó mới có cái đó, mới có cái thành tựu đó. Cái này không phải gọi là nghiệp báo, bởi vì cái tâm thiện dục giới làm sao mà cho cái quả báo là cái tâm sắc giới hay tâm vô sắc giới, tâm siêu thế được. Nhưng mà là hiệu ứng, cũng như khi mà chúng ta trồng cây, nó không có ảnh hưởng gì, cái thân cây nó mọc lên qua khỏi mặt đất thôi, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà nhờ có cái tàn lá nó chắn ngang, làm cho cái ánh sáng mặt trời không có xuyên qua chiếu rọi xuống mặt đất được, thế là ở dưới được mát chứ đâu có gì đâu là. Còn trường hợp mà chúng ta trồng cây mà cây nó ra hoa rồi nó trổ quả, thì cái đó mới là nghiệp báo. Thì chúng tôi xin có một vài điều để thí dụ cho quý vị hiểu cái ý nghĩa này, và chúng ta hãy dùng trí tuệ để chúng ta suy nghĩ thêm những cái thí dụ bằng những cái vụ khác. Xin cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại nguồn Phật thầy. Sa thú kính trân thượng tọa thiệt sư. Bạch thượng tọa thiệt sư xin thỉnh thượng tọa trả lời một câu nữa rồi sau đó thượng tọa đi nghỉ. Một cái người mà học Phật pháp bình thường và đặc biệt là học kinh đạn đó, mới nghe thắng pháp thì đôi khi họ bắt gặp nhiều điều nghe rất là trái tai, nghe rất là lạ lùng, khó hiểu. Thí dụ như ở đây chúng ta đơn cử ra hai trường hợp, là mình nói là trí tuệ đó không có mặt trong tâm bất thiện, và mà trí tuệ chỉ có mặt trong tâm hợp trí, tâm thiện hợp trí. Và như vậy là tâm thiện hợp trí là một thứ tâm mà chúng ta phải nói rằng tâm rất là tốt, rất là thù thắng đó. Nhưng mà bây giờ một người mà họ chế tạo vũ khí như vũ khí nguyên tử chẳng hạn, hay là họ chế tạo vũ khí với cái trình độ kỹ thuật rất cao, thì rõ ràng là họ dùng tâm hợp trí đó. Nhưng mà tâm hợp trí đó lại là dùng để chế tạo vũ khí đó. Thì cái tâm hợp trí gọi là tâm thiện không? Tại sao mà ví dụ thắng pháp không chấp nhận có một thứ tâm bất thiện mà hợp trí? Ngược lại bây giờ chúng ta nói một cái trường hợp khác đó, là mình thấy một người làm ác mà mình bực bội, thì theo trong thắng pháp thì sự bực bội đó vẫn là tâm bất thiện. Nếu bực bội với điều ác là tâm bất thiện đó, thì trong phương diện kinh tạng thì điều đó rõ ràng là có thể chấp nhận được. Giả sử như là bây giờ ngài Chakupala, ngài thấy một người cháu mà bị hư hỏng mà ngài quả trách, mặc dù ngài là vị A-la-hán chúng ta không kể, nhưng mà một cái vị thầy mà thấy người học trò là quấy, bị thầy bực bội la rầy, thì cái tâm đó theo thắng pháp của là tâm bất thiện. Thì cái thiện và bất thiện ở đây mình hiểu ở trong cách nào là nó hợp tình hợp lý ở trong thắng pháp so với kinh tạng, cái tỉnh thì độ hoàn thiện trở lại. Anh đã buộc thầy nhé. Hè gì hôm nay ở trong rừng không có vị ân sư nào có mặt hết, các vị khác thì có mặt gặp những cái câu hỏi của thượng tọa giác đẳng hóc búa kiểu này thì các vị khó mà giải thích được. Ở đây thưa quý vị, thật ra không phải là những cái tâm hợp trí
đều nhất nhất là những tâm làm việc lành hết. Cái này người ta chỉ mượn, không phải chỉ mượn tâm thiện, không phải chỉ mượn cái tâm thiện, bởi vì gọi là cái tâm dục giới chúng ta gọi nó là tâm thiện chẳng qua đó là vì nó làm nhiều cái việc thiện, cho nên cái tâm đó như tám tâm ngày hôm nay đó, được gọi là tâm thiện, chứ không phải lúc nào nó cũng là thiện. Chúng tôi thường thí dụ cho học viên nghe đó, khi mà người ta ở trong cái gian hàng buôn bán đồ gia dụng, tức là đồ dùng ở trong nhà hữu ích như cái dao, cái kéo, vân vân, thì cái dao cái kéo nó không phải là xấu, nhưng mà khi người ta sử dụng cái dao cái kéo để người ta đâm đả thương sát hại người khác thì cái dao kéo đó nó trở thành cái hung khí, rồi mai mốt có người đi ra chợ mua cái dao đem về nhà, tự nhiên cha mẹ rầy hỏi sao mua cái hung khí cho chi vậy. Nó không phải là hung khí, khi nào sử dụng cái đó để làm cái việc bậy bạ giết người kìa, nó mới luật pháp người ta mới gọi cái đó là cái hung khí, chứ bình thường nó là đồ gia dụng. Nó là đồ gia dụng. Cũng vậy, nếu mà cái trí tuệ mà nó sanh khởi ở trong cái tâm tịnh hảo này, thì chúng ta gọi tâm này tâm tịnh hảo đi chơi, để tránh cái chữ thiện trong đó. Trí tuệ mà dùng ở trong cái tâm động lực tịnh hảo này đó, khi mà làm điều thiện thì gọi là tâm thiện. Nhưng mà vì nó thuộc về cái tâm ở trong cái lĩnh vực, cái địa hạt dục giới, cho nên rất dễ sử dụng, thưa quý vị, rất dễ sử dụng. Thế là có những con người họ dùng cái trí tuệ đó không phải để làm điều thiện, mà dùng trí tuệ đó để họ suy nghĩ, họ ra cái cách mà chế tạo cái này cái kia, chế tạo hạt nhân nguyên tử vân vân. Thật ra thì những nhà bác học mà họ chế tạo ra bom nguyên tử hay là cái vũ khí đó, trong lúc họ đang làm như vậy là họ say mê, họ chỉ dùng trí suy nghĩ cái này phải làm như thế này nó mới có ảnh hưởng lớn vân vân, chứ họ không có nghĩ đến cái chuyện, họ chưa có nghĩ đến cái chuyện mà giết đâu, cái sự dùng cái vũ khí đó để mà giết, để mà chiến tranh, để mà sát hại đó thì những người khác dùng, chứ những nhà chế tạo này họ không có dùng. Bởi những nhà chế tạo này khi mà họ đang khởi lực khác thì họ không có dùng, họ không có thể chế ra được cái đó. Lúc đó là họ phải lắm tâm lắm, họ mới suy nghĩ được cái đó. Mà vì cái sự lắm tâm, cái sự suy nghĩ đó, nó làm ra cái kết quả, mà cái kết quả này, cái thành tựu này, người ta lợi dụng để mà người ta sát phạt lẫn nhau. Thế cho nên người ta mới cho nó trở thành một cái hung khí. Chứ kỳ thật thì cái đó
là một cái sự thành tựu do cái trí tuệ, do cái trí tuệ mà sáng tạo. Thì thật ra đó thưa quý vị, cái người mà biết chế ra cái đó, chế tạo ra cái đó cũng hay lắm á. Bởi vì nếu mà không có trí sâu sắc thì họ không có chế được đâu. Và họ phải hiểu được cái chỗ. Nhưng mà tại vì khi mà cái đó được thành tựu rồi, người ta sử dụng cái đó như là một công cụ để mà giết người, công cụ để mà sát hại chúng sanh, thì như vậy cái chúng ta mới vơ đũa hết. Chúng ta vơ đũa hết, chúng ta nói cái người làm cũng là cái người xấu. Vậy là cái trí tuệ đó, cái trí tuệ ác chứ tại sao mà cái trí tuệ thiện được. Thì chúng tôi xin chữa hai cái chỗ này, hai điểm này. Một là cái trí tuệ khi họ sử dụng, trong lúc sử dụng, nghiên cứu, chế tạo ra, thì lúc trí tuệ đó chưa gọi là ác. Nó là cái tâm tình hảo mới sáng trí được. Thứ hai là vì trong lúc họ dùng cái trí đó để họ sáng tạo như vậy, mặc dù chúng ta đặt tên nó là tâm thiện, nhưng không phải là tâm thiện bao giờ. Không phải là tâm thiện. Nếu như không có làm việc thiện, quý vị nhớ lại cái chỗ này, chúng tôi xin lặp lại. Nếu sử dụng cái tâm tịnh hảo này làm việc thiện như vô thí trì giới vân vân, thì lúc đó cái tâm tịnh hảo này mới gọi là tâm thiện. Còn dùng cái tâm tịnh hảo này để phát huy cái trí tuệ sáng suốt mà biến chế ra cái này kia, thì ngay lúc đó không gọi là tâm thiện, bởi vì nó không có làm việc thiện bao giờ. Ngay trong lúc đó không có làm việc thiện gì hết. Cái chỗ này thì các Phật tử học viên chúng ta, nếu mà không có cái trí tuệ, không có cái sự nhậm lẹ, không có trí tuệ bén nhạy chút xíu, là chúng ta hơi khó hiểu. Bởi vì chúng ta quen xài cái từ nào chúng ta xài chết từ đó. Chúng ta không có suy nghĩ, chúng ta không có suy nghĩ linh hoạt hơn. Hai cái tâm của chúng ta đó, nếu như mà khởi lên cái tâm vô tham vô sân vô si thiệt, ngay trong lúc đó tạm thời là sạch sẽ, trong sáng. Nhưng mà cái sạch sẽ, cái trong sáng vô tham vô sân vô si đó mà đang làm một cái công việc gọi là chế tạo ra những món vũ khí, thì trong trường hợp này không gọi là cái tâm thiện, bởi vì nó không có làm việc thiện. Khi mà chúng ta tách được cái tên nó ra khỏi cái đó đó, thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Chúng ta mới giải quyết được vấn đề là người chế tạo vũ khí có tính với trình độ cao thì phải chăng cũng sử dụng tâm thiện học trí. Chúng ta không có nói rằng cái tâm thiện học trí trong trường hợp này, bởi vì cái tâm tịnh hảo mà học trí đó nó vô thưởng vô phạt. Nhưng mà để sử dụng làm cái công việc gì thì mới lấy cái công việc đó mà đặt tên cho nó là thiện. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai, cô B đó, tâm trạng khó chịu bực bội đối với điều ác quấy, tại sao cũng gọi là thứ tâm bất thiện, tâm sân thật thân pháp. Ở đây thưa quý vị,
Nó có hai trường hợp mà chúng ta phải biết. Một người học trò hay một người thầy khó chịu và vỡ trách cái sự vỡ trách người học trò đã làm lỗi, nói chung tức là cái trạng thái ghét ác đó, ghét cái điều ác, đố kỵ với điều ác, thì nó có hai trường hợp. Một là chúng ta cũng phải thừa nhận nếu như cái vị thầy đó, cái người đó bằng cái tâm sân thì đương nhiên cái tâm sân này nó có cảnh tương ứng với tác samyutta, là tương ứng với diễn, tương ứng với cái trạng thái diễn. Vì hãy diễn như cảnh thì đều gọi là tâm sân cả. Mà chúng ta xài mượn cái từ trong tiếng Việt chúng ta gọi là sân 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 sân, chúng ta đừng nghĩ rằng là xài cái từ đó là đúng, bởi vì chữ sân đó chúng ta hiểu theo cái kiểu mà chúng ta từ trước giờ được nghe nói người đó sân, tức là cái trạng thái xấu, nóng nảy, hễ khó chịu dị ứng với đối tượng thì đều gọi là đồ sát mù lá chít ta. Chúng tôi dùng tiếng Bali cho nó chắc. Thì cái đó là chúng ta cũng phải thừa nhận một điều. Cái thứ hai nữa là một người mà họ chán ghét, bực bội với cái điều ác ấy, chưa hẳn gọi là cái tâm bất thiện. Tại sao? Vì ở trong cái điều, trong cái pháp tịnh hảo, nó vẫn có cái trạng thái hiri atapa, tức là tàm quyết. Tàm là cái thái độ chán ghét cái điều ác. Cái thái độ chán ghét đây chúng ta gọi là chivuchana lakkhano, là chán ghét cái điều ác. Và vì do cái sự chán ghét cái điều ác đó, hay là utana lakkhana, sợ hãi cái điều ác, chán ghét và sợ hãi của tàm quý không phải là thuộc tính của tâm sân, mà sự chán ghét đó nó chỉ là cái sự chán ghét sợ hãi điều ác đó, nó chỉ là cái chất giúp cho tâm thiện được miễn nhiễm với cái xấu mà thôi, miễn nhiễm với cái xấu. Chúng ta nhìn ở bên ngoài chúng ta có vẻ như là một người chán ghét cái điều ác là tâm sân, không phải. Cái đó là họ hiện được cái đặc tính của lòng tàm lòng quyết, là có sự chán ghét và có cái sự sợ hãi cái điều ác. Bình thường chúng ta học thắng pháp, chúng ta nghe nói hễ cái tâm khó chịu bực bội, chán ghét hay là sợ ma sợ quỷ vân vân, hốt hoảng sợ hãi, thì cái đó là tâm sân hết. Nhưng mà chúng ta đừng có nhầm lẫn với cái thái độ, với cái trạng thái, với cái đặc tính của tàm quý ở trong cái tâm thiện. Cho nên ở đây đó, chúng ta dùng từ ngữ, chúng ta mô tả, chúng ta nói tâm trạng khó chịu bực bội với điều ác quấy, chúng ta dùng cái, về dùng những cái từ đó như vậy đó,
thì chúng ta mới thấy rằng nó là cái tâm tâm thứ tâm bất thiện, tâm sân. Nhưng mà theo trong tâm pháp thì cái tâm trạng khó chịu hay là dị ứng với cái điều ác đó, chán ghét cái điều ác, thì cái đó thái độ đó nó chỉ là biểu hiện của đặc tính tàm quý ở trong tâm thiện mà thôi. Chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa này qua cái câu thảo luận số 2. Nhưng câu thảo luận số 2 thành ra hai câu thảo luận, xem như là chúng tôi đã chia sẻ với quý vị ba câu thảo luận đó. 1, 2A, 2B. Giờ xin quân tịnh thượng tọa giác đăng trở lại. Sao chú kính thượng tọa thượng sư? Mà thượng tọa thượng sư nó có một vài vấn đề mà một người học thắng pháp cũng mới nghe thắng pháp có vẻ nó hơi kỳ. Thí dụ như là bây giờ chúng ta nói rằng tất cả tâm thiện đều tạo ra tâm quả, và tâm quả của tâm thiện là tâm quả thành hảo đi. Nhưng bây giờ một cái người dùng cái tâm thiện hợp trí để chế ra bom thông minh, bom thông minh là thứ vũ khí, thì cái tâm quả họ là tâm quả gì? Cũng là tâm quả hợp trí phải không? Tâm quả hợp trí thành hảo phải không? Hay là chúng ta nói đến một nhà khoa học hay một bác sĩ, họ nghiên cứu về thuốc mà họ giết con chuột, và họ giết chuột, họ cấy những cái virus hay là những cái tế bào bệnh dịch vào trong con chuột, hay là họ giết con chuột đi, thì lúc mà họ nghiên cứu tâm hợp trí, thì kết quả của cái việc giết chuột đó là quả thiện hay là quả bất thiện? Một hành động sát sanh, một cuộc nghiên cứu mà dùng cái lý tính rất là nhiều, thì thắng pháp giải thích thế nào về những cái tâm hợp trí như vậy nó tạo ra tâm quả gì? Xin tổ Hoan Hỷ trả lời trong giây lát. Dạ. Ở đây thưa quý vị, trước hết là chúng ta nên biết rằng là dù chúng ta có giải thích, chúng ta có biện bạch, cũng không thể vì đó mà cái tâm này nó sẽ cho quả này nó lại chuyển qua cái quả khác hơn. Và thứ hai nữa là ở đây bản thân chúng tôi không có cái thẩm quyền để mà chúng ta đưa ra cái hậu quả, đưa ra cái quả báo của cái hành động đó. Mà từ cái hành động đó nó chiêu cảm nghiệp báo thì nó sẽ cho ra cái quả như thế nào. Thì đến chừng lúc mà cái người này họ bị cái quả báo đó thì họ sẽ biết. Nhưng mà quý vị có thường nghe người ta nói để mà đem đến cái sự bất lợi cho chúng sinh khác, đem đến sự đau khổ cho chúng sinh khác, tạo chúng sinh khác thì như vậy thể gieo tạo cho chúng sanh khác một cái cảm thọ như thế nào thì sẽ bị các hậu quả tương tự như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không thể nói là cái tâm, chúng ta không thể nói là cái tâm thiện hợp trí mà người đã dùng chế tạo bom nguyên tử sau này cái tâm thiện hợp trí tạo ra quả vui được. Mà chúng ta cũng không thể nói cái tâm thiện hợp trí đó nó tạo ra quả khổ. Rồi tại sao vậy? Nếu nói vậy thì nó nghịch lý. Tâm thiện không bao giờ tạo ra quả xấu. Nhưng mà trong trường hợp này tâm thiện hợp trí, cái tâm hợp trí này
dùng cái trí tuệ để chế tạo ra những cái món vũ khí độc hại mà hại người thì nó không thể nào cho ra quả tốt được. Cho nên nói đằng nào nó cũng không được, thưa quý vị, nói đằng nào cũng không được. Bây giờ chúng ta chỉ gỡ rối bằng cách là chúng ta nói như thế này: tự hành động đó với cái sự chetana hăng thiết thư vi cầm măng và đam biết này, chưa tỳ kheo, ta nói khốn tư là nghiệp. Hãy người đó có sự suy nghĩ như thế nào với cái hành động này, suy nghĩ đem lại lợi ích cho chúng sanh thì quả nó khác, mà suy nghĩ mình chế tạo cái này ai chết sống mà ai, nghĩ sao mình thu vào túi của mình, bỏ vào túi của mình tiền cái lợi nhuận cho mình bán cái vũ khí này ra thì thôi. Nếu mà người này có cái sự suy nghĩ như vậy thì cái quả nó khác, thì cái quả đó là do cái tư đó, do chetana đó mà suy nghĩ, chứ không phải là do cái tâm thiện hợp trí đó mà nó tạo thành quả. Và cũng rất dễ hiểu, thưa quý vị, khi mà một người mà dùng cái sự khôn ngoan để trấn áp người khác, để gây khổ cho người khác, thì mai mốt sẽ bị cái hậu quả là người ta cũng dùng cái khôn ngoan để người ta trấn áp lại mình, người ta gieo đau khổ cho mình chứ không có gì hết. Bây giờ quý vị cứ tính đi, cứ như thế đó mà quý vị tính, chứ đừng có nghĩ rằng là thôi thì bây giờ mình không có chơi hèn với kẻ thù, mình phải chơi quân tử, phải dùng cái trí tuệ, cái mưu mẹo nghĩ sao cho nó khổ, cho nó ngã gục thì thôi. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn giữ được cái tính quân tử thì như vậy cái quả nó sẽ tốt. Nghĩ vậy là sai, thưa quý vị. Cái mà gọi là quân tử mà chúng ta nghĩ rằng dùng cái tính quân tử, nghĩa là dùng cái trí tuệ đối phó đó, chúng ta cho rằng cái đó quân tử chỉ là tự mình gắn ghép cho mình thôi, tự mình đeo cái nhãn hiệu cho mình thôi. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình dùng cái sự khôn ngoan của mình để cái mục đích cuối cùng là triệt hạ người khác, thì trong trường hợp này chính do cái sự suy tư đó, cái sự tác ý đó, nó sẽ tạo ra cái hậu quả như thế nào thì tự chúng ta là người biết rõ nhất. Thì chỉ có thế thôi, thưa quý vị. Chứ còn bây giờ chúng ta ngồi và chúng ta phân tích ra từng lời, từng câu, thiện nó sẽ cho quả này, hợp trí cho quả này, chế tạo ra cái này đưa đến cái vật làm hại cho nhân loại, cho chúng sinh muôn loài, thì nó sẽ có quả này. Ta phân tích như vậy một hồi thì nó thành một mớ bùng bông, nó rối, và chúng ta không biết cái nào làm ra cái nào. Cho nên chúng ta cứ lấy cái nguyên tắc là hễ chúng ta làm cái việc gì bằng cái trí tuệ khôn ngoan, nhưng mà với cái chủ đích là đem lại cái sự quằn quại đau khổ cho chúng sinh khác, thì chúng ta nên biết chắc rằng cái hậu quả của nó sẽ là không tốt. Chỉ vậy thôi. Và cái hậu quả đó chúng ta đừng có đem lại kết luận cho rằng cái hậu quả không tốt đó là do dục học trí mà sinh ra, không phải gì, thưa quý vị. Chúng tôi xin có một vài lời chia sẻ với quý vị. Bây giờ cũng đã hết giờ, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại đúc kết bài học.
Sa thú kính trân thượng tọa Tuệ Siêu. Thưa quý Phật tử, có một vài điểm mà chúng tôi muốn đề cập ở tại đây, mặc dù đã hết thì giờ rồi, nhưng mà chúng tôi nhắc quý vị thôi. Về điểm này đó, thì đôi khi chúng ta học vào trong thuật pháp, quý vị phải thấy được. Ví dụ như là thứ nhất, ở trong kinh tạng có đề cập đến nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng và đen kết quả không đen không trắng, nghiệp trắng lẫn đen thì kết quả thì tạo quả cả đen lẫn trắng, và nghiệp không trắng không đen kết quả không đen không trắng. Thì những người học thắng pháp mà mới học giai đoạn đầu đó, thì chúng ta nghe có cảm tưởng như cái nào nó rạch rồi ra cái đó, trắng là trắng, đen là đen, nhưng mà trên một phương diện nào đó thì nghiệp trắng cho kết quả trắng có, nghiệp đen kết quả đen có, nhưng mà cái sự hỗn hợp giữa trắng và đen, kết quả đen trắng vẫn có gì thường. Lấy ví dụ một người đánh cá là cái đồng tiền phát sanh do cái tà mạng là sát sanh, khi họ cúng vào trong chùa thì ở trong đó rất có nghiệp trắng và nghiệp đen, cái đồng tiền của họ có cái trắng đen, cái đó chúng ta phải hiểu, mới học mà chúng ta không thấy. Khi mà chúng ta học về giáo lý về duyên hệ đó, thì duyên hệ như là về sau này ở đây chúng tôi không nói sống tại nó hơi khó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng nghiệp duyên nó chỉ là một ở trong 24 duyên, nghiệp duyên, và cuộc sống nó không phải chỉ có nghiệp duyên mà thôi, nó còn vận hành bởi nhiều thứ khác nữa. Đó là điều mà chúng ta cần để ý. Thứ nữa là mặc dù cái định nghĩa về tâm dục giới nó rất hạn hẹp, nhưng mà quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng tâm dục giới chỉ là tâm làm việc trong lãnh vực dục giới. Dạ, hiểu như vậy rất là tai hại. Chúng tôi nói rằng đa số cái cách hiểu tâm dục giới về tai hại, chúng ta nên hiểu như vậy là có một thứ tâm gọi là bản năng và một thứ tâm có tôi luyện. Thì tâm sắc giới và tâm vô sắc giới được xem là những tâm tôi luyện, tâm siêu thế được là những cái tâm tôi luyện. Nhưng mà một khi mà không có mặt tâm tôi luyện đó đó, thì cái tâm bản năng nó làm rất là nhiều việc. Dạ. Và cái thứ tâm mà căn bản này, tâm dục giới này, chư Phật, chư vị Phạm Thiên, sắc giới, phong sắc giới đều sử dụng. Thành ra đừng bao giờ nghĩ rằng tâm dục giới chỉ sanh trong cõi dục giới, chỉ biết cảnh dục giới, chỉ làm việc dục giới. Dạ. Cái hiểu tâm dục giới chúng ta nên hiểu rộng, hiểu rất là rộng ra. Chúng tôi rất là sợ cái chuyện mình định nghĩa tâm dục giới trong phạm vi hạn hẹp, nó làm cho chúng ta hiểu sai vấn đề rất là nhiều. Và ở đây điểm thứ ba chúng tôi muốn nói lại trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay là chúng ta nên để ý chữ sopana ở trong thắng pháp là tịnh hảo. Cái chữ tịnh hảo không nhất thiết là thiện. Dạ, chữ tịnh hảo không nhất thiết là thiện. Chữ tịnh hảo đơn giản là nó là một thứ tâm tốt. Cái tốt này nhiều khi nó rất là trung tính, nhưng mà tiếc là chúng tôi không có thời giờ để đề cập về cái điểm này. Chữ sopana rất là quan trọng, quý vị nên để ý. Bây giờ thì xin kết thúc lớp Phật pháp Buddhadhamma hôm nay. Và ngày mai này quý vị chúng ta có giáo trình bằng ngữ Pali. Xin được đảnh lễ Thi Tôn Đức thân chào trong một quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thứ chúc con kính chân thỉnh tòa Đức Đẳng đã rút kết thúc bài học ngày hôm nay. Thật xin thay mặt đại chúng trong trung kính mong kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn các quý ốp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đại hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.
Thank you.